Vâng, Trung tâm Điện Máy Ngọc Mai xin lại được chào toàn thể các bác. Rất vui lại gặp lại các bác trong một cái buổi video ngắn này. Hôm nay thì bên trung tâm em sẽ review giới thiệu tới các bác một lần nữa về dòng sản phẩm máy khoan bốc, máy cắm điện trực tiếp 220, hàng công suất cực đại 910W, hàng dây đồng ruột dài các bác nhé. Đầy đủ trọn bộ sản phẩm này nhưng mà giá của nó cực kỳ là ok, cực kỳ là hợp lý. Các bác theo dõi video tiếp theo một lát nữa em sẽ công bố giá để cho các bác nhà mình có thể là cùng tham khảo về cái mẫu sản phẩm này. Khi mà các bác cập nhật được cái video này của em, những bác nào mà đã đăng ký kênh rồi thì các bác nhớ cho em xin 1-2 nút like và chia sẻ. Những bác nào mà chưa đăng ký kênh cập nhật xem kênh lần đầu tiên thì các bác nhớ ấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và ấn vào quả chuông để đón xem những cái video tiếp theo. Bên em sẽ thường xuyên đăng tải video về những cái dòng sản phẩm mà bên em đang phân phối. Là một trung tâm điện máy, bên em nhận ship code xỉ lẻ toàn quốc và tất cả các mặt hàng điện máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề, vật tư thay thế, điện cơ, điện lạnh, điện máy cầm tay, mẫu mã cực kỳ là đa dạng, chất lượng ok và giá cả luôn luôn là cạnh tranh nhất thị trường. Khi mà các bác quan tâm muốn đặt hàng thì các bác cứ để lại số điện thoại, em sẽ trực tiếp alo tư vấn cụ thể cho các bác. Hoặc các bác có thể liên hệ tới bên em qua hai đầu số điện thoại là 0378487818 hoặc là 0989458200. Khi mà đặt hàng tại trung tâm điện máy Ngọc Mai thì các bác sẽ không cần phải đặt cọc hay là chuyển khoản tiền trước. Chỉ cần có địa chỉ và số điện thoại, bên em sẽ gửi qua đường bưu điện về tận nơi cho các bác. Trước khi nhận hàng thì các bác sẽ được kiểm tra hàng thoải mái, cho nên là các bác yên tâm. Về cái sản phẩm này thì khi các bác đặt mua về nó sẽ có một cái hộp giấy như này, rất là đẹp và chắc chắn. Phía bên trong này các bác này, bên trong thì các bác sẽ có một máy nhá, có một máy và một tay cầm. Em sẽ giới thiệu chi tiết về máy để cho các bác nhà mình nắm được luôn. Máy bốc này các bác này, hàng bốc Trung Quốc loại 1 các bác nhé, hàng Trung Quốc loại 1, chất lượng rất là ok. Đối với một con máy này các bác mà mua ở trên thị trường thì nó phải rơi vào tầm, em cũng tham khảo giá, cũng có lời người ta bán 700-900, có lời là 1 triệu cho đến 1 triệu 6 là cũng có các bác nhé. Nhưng mà hôm nay là bên em còn cái số lượng một ít, bên em sẽ xả kho thanh lý cho các bác giá 400.000. 400.000 miễn phí ship toàn quốc về tận nơi và các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Khi mà hàng tới nơi thì các bác bóc ra kiểm tra đúng mẫu mã như thế này thì các bác nhận hàng thanh toán tiền cho em. Đấy, máy bốc đây, model này các bác này. Em sẽ quay thông số kỹ thuật để cho các bác nhà mình được cùng tham khảo luôn. Cái này công suất của nó là 910W nhá, một cái công suất cực đại, rất là ok. Đây là cái thông số kỹ thuật được gắn ở trên máy đây các bác nhá. Đấy, mẫu mã rất là đẹp. Cái này nó là đầu khoan 13 ly, đầu sắt. Các bác sẽ lắp được mũi khoan 13 ly đổ lại. Và ngoài ra là các bác sẽ có một cái tay mở luôn và một tay cầm ở dưới kia. Em sẽ cắm máy chạy thử để cho các bác được tham khảo về tốc độ vòng quay của máy nhá. Đây ạ. Thật sự là rất là ok. Những bác nào mà làm trong công việc gia đình cái dòng sản phẩm này thì quá là tuyệt vời luôn. Hoặc là những bác nào làm thợ, những bác nào làm thợ mộc, các bác cần có một cái con máy thật sự là tốt để các bác có thể là khoan gỗ, sử dụng cho mũi khoan 13 ly đổ lại. Bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với trung tâm điện máy Ngọc Mai để sở hữu cái dòng sản phẩm vô cùng là tiện ích như thế này. Và em cũng xin được kết thúc tạm dừng video tại đây. Xin cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video lần sau.